Xin chào các em. Trong video ngày hôm nay, thầy sẽ tiếp tục cùng các em đi chữa tiếp tuần học thứ 24 của môn toán 2. Trong phần kiến thức trọng tâm của tuần này thì thứ nhất, các em cần nắm rõ được bảng chia 4. Bảng chia 4 thì thầy đã có một cái bảng chia sẵn từ 4 chia 4 bằng 1 cho đến 4 chia 4 bằng 10. Thì công việc của các em sẽ phải học thuộc cái bảng chia 4 này để chúng ta sẽ áp dụng ở trong phần bài tập. Khái niệm thứ hai mà các em cần nắm rõ được là khái niệm 1/4. Chúng ta có một cái hình vuông như thế này. Và chúng ta chia cái hình vuông đó thành 4 phần. Và chúng ta lấy ra một phần. Thì cái phần đó được gọi là 1/4 của hình vuông. 1/4 viết là 1 gạch ngang ở dưới chân và số 4. Kiến thức tiếp theo của tuần này đó là bảng chia 5. Thì công việc của các em cũng cần phải nắm rõ được cái bảng chia 5 mà thầy đã đóng khung ở đây. Để chúng ta áp dụng ở phần bài tập. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần bài tập. Phần 1 trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu số 1, kết quả của phép tính 4 x 10 cộng 5. Chúng ta có 4 x 10 thì bằng 40. 40 cộng với 5 thì bằng 45. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là đáp án C. Các em khoanh vào C. Câu số 2, phép tính có kết quả lớn nhất trong các phép tính sau. Thì chúng ta sẽ phải tính ra tất cả các đáp án A, B, C, D. Sau đó chúng ta sẽ chọn đáp án nào có kết quả lớn nhất. Chúng ta sẽ đặt giấy nháp vào đây và chúng ta tính này. Câu A, 2 x 10 cộng 6, 2 x 10 thì bằng 20, 20 cộng 6 thì bằng 26, vậy câu A bằng 26. Câu B, 30 chia 5 cộng với 20, 30 chia 5 thì được 6, 6 cộng với 20 cũng bằng 26. Câu C, 5 x 7 trừ đi 10, 5 x 7 bằng 35 trừ đi 10 thì còn 25. Câu D, 18 chia cho 6 thì bằng 3. 3 cộng với 25 chúng ta được kết quả bằng 28. Như vậy trong 4 đáp án thì đáp án D sẽ có kết quả lớn nhất. Do đó chúng ta sẽ chọn đáp án D. Câu số 3. Biết A x 5 bằng 84 trừ đi 39. Và đề bài hỏi số liền trước của A bằng bao nhiêu. Câu này rất là hay. Vậy bước đầu tiên chúng ta sẽ phải đi tính xem A bằng bao nhiêu. Đề bài cho A x 5 bằng 84 trừ đi 39. Vậy chúng ta sẽ đơn giản biểu thức này trước. A x 5 bằng 84 trừ đi 39. Chúng ta thực hiện phép trừ. 4 không trừ được cho 9. 14 trừ 9 còn 5. Trả 1 sang 3 được 4. 8 trừ 4 thì còn 4. Lúc này thì A đóng vai trò là 1. Thừa số chưa biết. A sẽ bằng tích bằng 45. Chia cho thừa số đã biết bằng 5. Vậy chúng ta có A bằng 9. Trong bài tập này nhiều bạn đọc không kỹ đề bài, các bạn sẽ khoanh vào đáp án D. Nhưng đề bài hỏi rằng là số liền trước của A bằng bao nhiêu. Chúng ta nhớ được rằng muốn tìm số liền trước của một số thì chúng ta lấy số đó trừ đi 1. Vậy thì số liền trước của A chính là số liền trước của 9. Chính là 9 trừ 1 bằng 8. Vậy đáp án của chúng ta phải là đáp án C. Các em khoanh vào C. Câu số 4. Biết Y x 5 bằng 40 chia cho 4. Đề bài hỏi vậy kết quả của phép tính y chia 2 bằng bao nhiêu? Câu này cũng rất là hay. Đề bài không hỏi y bằng bao nhiêu mà đề bài hỏi y chia 2 bằng bao nhiêu, đúng không? Vậy bước đầu tiên chúng ta phải tính được y đã. Đề bài cho y nhân 5 bằng 40 chia 4. Vậy bước đầu tiên chúng ta phải đơn giản. Sẽ còn y nhân 5 bằng 40 chia cho 4 thì được 10. Thì bây giờ y đóng vai trò là một thừa số chưa biết. Y sẽ bằng 10 chia cho 5. Chúng ta có y bằng 2. Đấy. Vậy thì kết quả có phép tính y chia 2 nó chính bằng 2 chia 2 được 1. Vậy đáp án của chúng ta sẽ đáp án C. Câu số 5, đề bài cho ô vuông trừ đi 12 bằng 5 x 7. Đề bài hỏi số thích hợp cần điền vào ô trống. Ô vuông này đóng vai trò như một cái số x chưa biết ở trong dạng toán tìm x. Thì chúng ta sẽ có đơn giản thôi. Chúng ta đơn giản ô vuông trừ đi 12 chúng ta giữ nguyên và chúng ta tính phép tính 5 x 7 bằng 35 trước. Thì bây giờ ô vuông đóng vai trò là một số bị trừ, bởi vì đây là phép trừ. Thì ô vuông là một số bị trừ, nó sẽ bằng hiệu 35 cộng với số trừ 12. Vậy chúng ta sẽ có ô vuông sẽ bằng 5 cộng 2 bằng 7, 3 cộng 1 bằng 4. Vậy ô vuông sẽ bằng 47. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là đáp án B. Các em khoanh ở B. Câu số 6, đề bài nói rằng hình đã khoanh 1/4 số bông hoa. Chúng ta có 1/4 của một số thì chúng ta sẽ lấy số đó chia cho 4. Chúng ta đếm hình A có bao nhiêu bông hoa đây? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bông hoa, vậy thì 1/4 số bông hoa
chính bằng 8 chia 4 bằng 2. Vậy câu A sẽ là câu đúng rồi. Câu số 7. Mẹ có 50 quả trứng, mẹ chia đều cho 5 rổ. Vậy mỗi rổ có số quả trứng bằng bao nhiêu? Có 50 quả trứng, mẹ có 50 quả trứng. Đấy. Mẹ chia đều cho 5 rổ. Đề bài cho mẹ có 50 quả trứng, chúng ta để ý này, 50 quả trứng chính bằng 50 nhá. Nhiều bạn không đọc kỹ đề bài, các bạn thực hiện 5 chia 5 bằng 1 và đáp án A là sai đấy. Chúng ta phải hiểu được rằng 50 quả trứng chính bằng 50 quả trứng. Mẹ chia đều vào 5 rổ, chia đều vào 5 rổ tức là ta thực hiện phép chia 5. Vậy thì mỗi rổ sẽ có số quả trứng 50 chia 5 được 10. Như vậy mỗi rổ sẽ có 10 quả trứng. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là đáp án C. Câu số 8, đề bài cho đường gấp khúc như hình vẽ. Đề bài hỏi độ dài của đường gấp khúc A, B, C, D. Đấy. Câu hỏi rất là hay. Câu này nếu nhiều bạn không đọc kỹ đề bài mà các bạn cứ thực hiện 20 cộng 2 cộng 30 cộng 30 bằng nó ra sai đấy. Chúng ta để ý này. Đoạn thẳng AB bằng 20 cm, đoạn thẳng BC bằng 2 dm. Vậy chúng ta phải đổi BC bằng 2 dm bằng 20 cm ra. CD bằng 30 cm và DE bằng 30 cm. Nhưng đề bài không hỏi độ dài của đường gấp khúc ABCDE mà chỉ đề bài chỉ hỏi độ dài của đường gấp khúc ABCD mà thôi. Đúng chưa? Như vậy độ dài của đường gấp khúc ABCD nó chính bằng AB cộng với BC và cộng với CD. AB thì bằng 20 cm. BC bằng 2 dm cũng chính bằng 20 cm cộng với CD bằng 30 cm. 20 cộng 20 thì bằng 40, 40 cộng 30 thì bằng 70 cm. Vậy chúng ta ra kết quả bằng 70 cm, nhưng đề bài lại không có đáp án 70 cm. Nhưng chúng ta hiểu được rằng 7 dm cũng chính bằng 70 cm. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là đáp án B. Các em khoanh ở B. Như vậy chúng ta đã vừa nhanh chóng hoàn thiện xong phần trắc nghiệm. Chúng ta sang tiếp phần 2 với bài số 1. Đề bài yêu cầu tính. Câu A, 45 chia 5 cộng 37. Chúng ta thực hiện 45 chia 5 thì được 9. 9 cộng với 37. 9 cộng 7 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 0 cộng 3 bằng 3, nhớ 1 thì bằng 4. Vậy kết quả bằng 46. Câu B, 3 x 7 trừ đi 12. 3 x 7 thì bằng 21 trừ đi 12. 1 không trừ được cho 2, vậy thì 11 trừ 2 còn 9. Trả 1 sau 1 được 2, 2 trừ 2 bằng 0, chúng ta không cần biết 0. Vậy đáp án bằng 9. Câu C, 4 x 10 trừ đi 5. 4 x 10 thì bằng 40. 40 trừ đi 5. 40 trừ đi 5 thì 0, không trừ được cho 5. Vậy thì 10 trừ 5 còn 5. Trả 1 sang 0 được 1, 4 trừ 1 còn 3. Vậy kết quả bằng 35. Câu D, 16 chia 4 cộng 26. 16 chia 4 thì được 4. 4 cộng với 26. 4 cộng 6 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 0 cộng 2 bằng 2, nhớ 1 thì bằng 3. Vậy kết quả bằng 30. Như vậy, nhanh chóng chúng ta đã hoàn thiện xong bài tập số 1. Bài số 2, đề bài yêu cầu tìm x. Câu A, y nhân 5 bằng 15 chia cho 3. Đây là phép nhân. Chúng ta thấy rằng y đóng vai trò là một thừa số chưa biết. Nguyên tắc muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Vậy bước đầu tiên chúng ta phải đơn giản bên vế phải. Chúng ta có y nhân 5 giữ nguyên bằng 15 chia cho 3 thì được 5. Bây giờ y đóng vai trò là một thừa số chưa biết, vậy y sẽ bằng tích chia cho thừa số đã biết, y bằng 5 chia 5 và chúng ta có y bằng 1. Tương tự câu B, 5 nhân y bằng 52 trừ đi 27. Y cũng đóng vai trò là một thừa số chưa biết. Vậy bước đầu tiên chúng ta phải đơn giản vế phải trước. Chúng ta giữ nguyên vế trái là y là 5 nhân y bằng 2 không trừ được cho 7, 12 trừ 7 còn 5, trả 1 sang 2 được 3, 5 trừ 3 thì còn 2, vậy bằng 25. Y sẽ bằng tích 25 chia cho thừa số đã biết bằng 5 và chúng ta có y bằng 5. Câu C. Câu C tương tự, 4 nhân y bằng 5 nhân 8. Bước đầu tiên chúng ta sẽ đơn giản vế phải trước, giữ nguyên vế trái 4 nhân y. 5 nhân 8 thì bằng 40, y sẽ bằng 40 chia cho 4 và chúng ta có y bằng 10.
Như vậy, bằng việc áp dụng bảng chia của bảng chia 4 và bảng chia 5 ở phần kiến thức trọng tâm vào bài tập số 2 thì các em hoàn toàn dễ dàng để hoàn thiện xong bài tập số 2. Bài số 3. Lớp 2A có 28 học sinh được chia đều thành 4 tổ, hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh. Trong bài tập này chúng ta cần tóm tắt bài toán. Đề bài cho lớp 2A có 28 học sinh chia đều thành 4 tổ, có nghĩa rằng 4 tổ sẽ có 28 học sinh. Và đề bài hỏi rằng mỗi một tổ, tức là một tổ đấy, một tổ sẽ có hỏi chấm học sinh. Và đề bài hỏi rằng hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh. Vậy chúng ta sẽ trả lời bài toán rằng mỗi tổ có số học sinh này. Trong bài này chúng ta có 28 học sinh chia đều thành 4 tổ. Vậy chúng ta thực hiện phép chia 28 chia cho 4 và chúng ta được kết quả bằng 7 đơn vị học sinh. Các em đáp số bài toán. Như vậy chúng ta cũng đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 3. Bài số 4. Cô giáo có 35 quyển vở chia đều cho 5 bạn học sinh giỏi của trong lớp. Hỏi mỗi bạn học sinh giỏi nhận được bao nhiêu quyển vở? Câu này cũng rất là dễ, giống như câu số 3. Thì chúng ta thấy rằng là 35 quyển vở chia đều cho 5 bạn học sinh giỏi. Và chúng ta thực hiện phép chia 35 chia cho 5. Và chúng ta để xem để ý này, để bài hỏi. Hỏi mỗi bạn học sinh giỏi nhận được bao nhiêu quyển vở? Vậy chúng ta sẽ trả lời rằng mỗi bạn học sinh giỏi nhận được số quyển vở này. Chúng ta thực hiện 35 chia cho 5. Và chúng ta sẽ kết quả bằng 7 đơn vị quyển vở. Đáp số bài toán. Như vậy chúng ta đã nhanh chóng hoàn thiện xong bài tập số 4. Bài số 5. Mình đang nghĩ đến một số có hai chữ số giống nhau mà tích của chúng bằng 16. Hai chữ số giống nhau mà tích của chúng bằng 16. Vậy số mà mình đang nghĩ đến là số nào? Chúng ta thấy rằng tích của hai số đó bằng 16. Số đó sẽ có dạng hai chữ số giống nhau. Ví dụ như các số giống nhau chúng ta có 11 này, 22 này, 33 này, 44 này, 55 này, vân vân, đúng không? Cho đến 99. Thì chúng ta thấy rằng này, 1 x 1 thì bằng 1, 2 x 2 thì bằng 4, 3 x 3 thì bằng 9, 4 x 4 bằng 16. Vậy chúng ta thấy rằng số cần tìm chính là số 44. Vậy chúng ta ghi số 44. Như vậy bằng việc hiểu rõ cái bài toán nói rằng đây là một số có hai chữ số giống nhau. Hai chữ số giống nhau và chúng ta chỉ có các số như 11, 22, 33, 44, 55 cho đến 99. Thì chúng ta thấy rằng số 44 sẽ là đáp án của bài toán này. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 5, cũng chính là bài tập cuối cùng của tuần học số 24 này rồi. Hẹn gặp các em ở trong video tiếp theo. Xin chào!